Cảm ơn quý nhà theo dõi chương trình Sức khỏe tâm thần với đề tài ngày hôm nay, Tâm thần và luật pháp, với tôi là Tom Hoàng, với bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Trần Văn Thọ. Trở lại với bác sĩ Teresa. Dạ vâng, thì trước khi mà chúng ta qua thông tin thương mại thì Teresa có hỏi luật sư Tom là bây giờ nói một người bệnh nhân, khi mà người bác sĩ nói chuyện người bệnh nhân đã nói là ok, người này có bệnh tâm thần, thì như luật sư Tom nói là bên biện lý sẽ thường thường sẽ không có bao giờ mà bỏ cái charge đó, cái sự buộc tội đó. Bên Teresa thì cho thuốc, bệnh nhân ổn, tình trạng ổn định rồi, nhưng mà người bệnh nhân vẫn có cái charge đó, vẫn có cái ngày court đấy, phải đi. Thì bây giờ đi ra trước tòa với cái tình trạng như vậy thì bên luật pháp, bên luật sư thì họ sẽ làm được cái gì, có những cái option gì cho người bệnh nhân đó? Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Teresa Bùi. Khi mà tòa đã quyết định là người bệnh nhân này và người đang bị buộc tội có thể không có ổn về tâm thần đó, tức là họ không biết hậu quả những gì họ làm, hay không biết những gì họ làm có hậu quả như thế nào, thì tòa sẽ quyết định trong rất nhiều cách, và tòa nhiều khi rất nhiều khi yêu cầu những ý kiến của bác sĩ cũng như hai bác sĩ khi mà khám, và luật sư của hai bên, và thêm nữa gia đình của cái người bệnh nhân đó nữa. Tại sao? Thí dụ tòa sẽ hỏi bác sĩ, đầu tiên là tòa hỏi ông này hay bà này có nguy hiểm cho mọi người xung quanh không? Đó, nếu mà nguy hiểm thì tòa sẽ đi một đường khác là phải giữ lại trong tù để bảo vệ cho những người xung quanh. Đó, nếu mà không nguy hiểm thì tòa lại hỏi câu thứ nhì là nếu mà không nguy hiểm thì có phải cần uống thuốc hay không? Có thể giữ trong nhà thương một thời gian ngắn để theo dõi dưới sự kiểm soát của tòa, hay là cho về với gia đình với một cái hợp đồng là người gia đình chấp nhận tất cả những trách nhiệm. Đó. Còn về cái case mà đang buộc tội, thí dụ như case mình mới nói đó là cậu bé này cầm dao rượt gia đình, thì tòa không làm gì hết, tại vì giờ đang buộc tội. Thì bên biện lý phải có sự đồng ý của biện lý là bỏ. Ít bao giờ họ bỏ lắm, nhưng mà họ muốn treo cái đó để đó để đợi. Và tòa có quyền dời cái case để qua một bên. Là sao? Bây giờ cái option 1 là về cho người này về với gia đình lo lắng và cho uống thuốc đều trở lại gặp tôi trong một năm, case này sẽ mở ra lại để tòa theo dõi. Đó, và sẽ theo dõi dài dài như vậy cho tới một cái giai đoạn nào đó tòa thấy hài lòng và biện lý thấy hài lòng thì họ bỏ case này. Cách thứ nhì đó là bắt buộc phải đi khám bác sĩ mỗi một tuần, mỗi hai tuần, từ từ, và để người bác sĩ là người viết report cho tòa, tòa không có còn tin ai nữa hết ngoài ra người bác sĩ. Phải không ạ? Đó. Còn cách thứ ba nữa là tòa đợi bỏ vào tù để khám và chữa bệnh trong tù cho tới khi nào người này họ biết là hậu quả họ đã làm gì, và họ biết là họ đang làm gì, là những người xung quanh đang buộc tội gì, và lúc đó mang ra để xử. Có thể lúc đó để xử là người này có tội hay không, hay là xử là người này có đủ hiểu biết là tất cả những gì xảy ra xung quanh họ để tiếp tục bảo vệ trong lúc cãi ở ngoài tòa. Mà nếu như mà những cái trường hợp như vậy, khi mà đưa đến cái tình trạng mà phải tiếp tục chữa ở nhà thương, hoặc là phải ở lại trong tù để mà chữa, hoặc là bây giờ cho đi về nhà nhưng mà bắt buộc là phải đi khám bác sĩ thường xuyên, thì những cái lệnh như vậy nó kéo dài đến bao lâu, hoặc là bao lâu thì người bệnh nhân có bao giờ được thả được coi như là xong cái chương trình đó rồi off luôn không, hay là cứ tiếp tục phải như vậy suốt cuộc đời người ta? Thế đó, tùy theo người bác sĩ và cái người bệnh nhân đó. Nếu người bệnh nhân đó họ khỏe về sau này thì tòa tùy theo người biện lý họ sẽ bỏ case. Ít bây giờ thấy chuyện nó bỏ lắm, nhưng mà có thể họ bỏ. Đó, đôi khi người biện lý người ta xin là ok, cái case này rất nặng, chúng tôi giảm xuống thành cái case nhỏ và trả một tiền phạt nào nhỏ thôi. Đó, rồi đóng cái case, tại họ ít bây giờ bỏ nửa chừng lắm. Đó, thì trả lời câu hỏi của bác sĩ Teresa Bùi đó là có bao giờ kết thúc không? Có kết thúc, nhưng mà cái đó tùy theo cái report của người bác sĩ và cái người bệnh nhân và người biện lý có cho kết thúc hay không. Đó, đôi khi thôi tòa bỏ case, nhưng mà ít bây giờ người tòa thường thường họ để cái đó cho cái quyết định đó của hai luật sư của hai bên thương lượng với nhau. Nói thêm nữa, với mi nhà thương Harris County Psychiatric Center,
Bác sĩ Trần Văn Thọ biết là có unit đặc biệt là cho mấy người mà bị như là commit crime nhưng mà có bệnh tâm thần nữa, nhưng mà họ chưa có hậu quả, họ cái bệnh tâm thần của họ chưa có hậu quả được, họ không có thể nào mà đi stand trial được tại vì họ còn triệu chứng cái bệnh tâm thần của họ, nên chỉ họ ở đang cái nhà thương này bác sĩ khám lần này, nhiều khi là họ ở lâu lắm cũng 2-3 tháng lận, nên chỉ lần nào chữa họ bệnh tâm thần họ cho thuốc lúc khi mà bác sĩ ý lại luật sư nghĩ là họ bệnh tâm thần của họ bớt được hậu quả được, nên chỉ họ đi lo trial to get a fair trial, nên chỉ là cái này cũng quan trọng lắm. Dạ, tại vì luật ở đây đó là khi mà mình buộc tội một người nào đó, người đó phải biết là mình đang làm gì, người đó phải biết là họ đang bị buộc tội và người đó phải có khả năng để cãi lại đó, thì luật ở đây bảo vệ cho tất cả mọi người. Có nhiều nước, không phải nước Mỹ, có nhiều nước là bị bệnh tâm thần, bị khùng, bị điên, nhưng mà vi phạm luật, người ta bắt, người ta bỏ tù, xong rồi bỏ vô trong tù. Thì cái đó nhiều khi nó cũng không không bằng, tại vì những người điên, những người khùng, người ta vô tù, những người bị bệnh tâm thần, người ta vô tù là người ta đâu có sống nổi. Mà tại vì người ta, lúc người ta những gì người ta làm, người ta không có biết người ta làm gì, thì cũng tội nghiệp cho những người đó. Bởi vì luật ở đây bảo vệ cho những người đó, tại vì những người đó có cái bệnh hơn là có cái lỗi. Nhưng mà có những người, người ta dùng cái lỗi, nhưng mà người ta như nãy mình có bàn đó, dùng cái bệnh để che đỡ cho cái lỗi. Thí dụ những người uống rượu đánh vợ, uống rượu lái xe, uống rượu cướp giật, hay là những người không uống thuốc rồi để cho mình điên khùng, rồi ra vô xe lái xe rồi bị đau tim hay gì, rồi đụng người khác đó, thì những người đó có lỗi là không lo lắng cho thân người mình để nguy hiểm cho người khác, thì cái đó là một cái tội khác nữa. Cho nên không phải là mình cứ nói là ồ tôi bị bệnh tâm thần để mà làm một cách để mà bào chữa cho cái hành động của mình được. Đó, yeah. Nó cũng có những cái consequences, đúng yeah. không? Yeah. Như mình nói cái thực tế đó, như mình bàn đó, như bác sĩ Thọ nói đó là nhiều khi mình nói một người đó người ta khùng điên hay người ta lên cơn, rồi người ta vi phạm luật gì đó, rồi người ta không vô tù ngồi, nhưng mà ngược lại người ta vô nhà thương điên, thì cái nhà thương điên nó cũng như là một cái tù riêng của nó rồi. Thì không ngồi tù này cũng ngồi tù kia. Nếu mà mình chọn là mình là người khùng, mình làm bậy, hay là mình không khùng mà mình làm bậy, bây giờ mình dùng cái bệnh khùng để mình che đỡ, trước sau thì cái hậu quả đó cũng ngồi trong tù, đúng không? Dạ. Tại vì những cái bệnh viện tâm thần đó, nó khác với những cái bệnh viện về medical, mà ngay cả cái bệnh viện medical mà cái wing, cái khu tâm thần nó cũng khác những cái bên kia, là tại vì cái khu tâm thần thường thường nó được khóa lại, nó gần như là cái lockdown unit vậy. Đi ra đi vô phải có chìa khóa hoặc là phải có cái thẻ mình mới đi ra đi vô được. Cho dù là một người bệnh nhân mà tự ý tự động mình đi vào để mà chữa bệnh thì cũng phải ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà tình trạng của mình nhẹ, mình không có bị tội gì hết, mình không có vấn đề gì hết, mình ở đó khi tình trạng mình ổn định lại, bác sĩ thường thường sẽ cho mình về không có vấn đề gì hết. Nhưng mà những người mà bị nặng hơn hoặc là những người mà có tội như là trường hợp mà nãy giờ mà mình cứ nói tới, thì khi mà họ ở trong bệnh viện tâm thần nó tương tự như là luật sư Tom nói là giống như là ở trong tù vậy. Tại không phải là mình muốn vô là mình vô, mà mình ra là mình ra. Bác sĩ phải cho ra mới ra được. Dạ vâng. Và nhiều khi có người ở đó không phải chỉ vài tháng, không bác sĩ Thọ, mà có thể vài năm, có thể cả đời luôn, tại vì họ không bao giờ thấy ổn định là được, họ không bao giờ ổn tâm thần là được, và cũng không có đi đâu được. Và tòa nhiều khi cũng đợi. Cái đó mới là lạ đó, nhiều khi tòa để cái case đó yên đó, khi nào ông tỉnh lại, chúng tôi sẽ xử ông. 10 năm, 20 năm, 30 năm, cho tới nhiều khi nằm trong nhà thương cũng qua đời luôn, cái case vẫn còn đó. Tại vì cái mình vi phạm luật là vẫn vi phạm luật, chỉ có trừ biện lý và hay là tòa hủy bỏ case thôi, phần đông là biện lý. Dạ vâng. Như luật sư Thom nói là đối với những cái người như vậy, những người bị bệnh tâm thần, thì nó có hai bên nó làm việc song song với nhau. Một bên là luật pháp, như bên luật sư, bên biện lý, bên tòa, họ có những cái thủ tục, những cái sự làm việc riêng của người ta. Một bên là bên bác sĩ chữa bệnh cho người ta, rồi theo dõi cái tình trạng người ta, coi là cái tình trạng tâm thần của người ta nó ổn đến mức nào. Thì Thúy sẽ làm việc ở Harris County Psychiatric Center giống như là bác sĩ Thọ, và Thúy sẽ cũng có làm việc ở Mental Health, Mental Retardation. Thì nó có một cái bộ phận riêng
nó gọi là Assertive Community Treatment, là ACT Team, thì nó có cái Forensic Assertive Community Treatment nữa cho những người mà bị những cái trường hợp như nãy giờ mình nói là có bệnh tâm thần mà họ lại phạm tội. Mà có những người mà bệnh nhân mà Thuy Sa gặp, họ cái tội của họ rất là nặng, có thể là họ đã giết người và tòa đã phán là họ phải theo bác sĩ để mà tiếp tục chữa bệnh, thì họ sẽ được đưa ra tới những cái nhóm này, cái clinic này để mà theo dõi. Thì Thuy Sa cũng thấy giống như là luật sư Thom nói hồi nãy đó, lâu lâu là tòa sẽ yêu cầu người bác sĩ sẽ ghi một cái report coi là người này tiến triển như thế nào, tình trạng như thế nào. Và không phải là cứ mỗi một tháng một lần hay là mỗi tuần một lần, tòa muốn kêu lúc nào là tòa kêu, là cái người bác sĩ đó phải đưa cái report. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Trần Văn Thọ, cảm ơn bác sĩ Theresa Bùi. Cảm ơn quý giả theo dõi chương trình Sức Khỏe Tâm Thần. Và đây là một cái chương trình rất là đặc biệt, là nói về sức khỏe tâm thần và luật pháp. Nhất là những khán giả nào mà có con em, có gia đình, có người quen mà có vấn đề tâm thần, nên cẩn thận nếu mà khi kêu cảnh sát, tại vì cảnh sát tới là có thể bắt đi. Nhưng mà ngược lại, nếu không gọi cảnh sát khi mà có chuyện nguy hiểm trong gia đình thì cũng đều nguy hiểm cho mọi người hết. Trước khi chấm dứt chương trình, mời bác sĩ Thọ và bác sĩ Theresa Bùi gửi lời khuyên. Vâng, bác sĩ Trần Văn Thọ cũng xin cảm ơn khán giả đã đang theo dõi chương trình ngày hôm nay về bệnh tâm thần và lập luật pháp. Cái điều quan trọng mà khán giả để ý, nó mà mình biết thân nhân nào mà có bệnh tâm thần mà không uống thuốc mà bị hậu quả, như mình là triệu chứng lên cơn, thế là muốn hạm tới bệnh mạng người mình hay là người khác, là nên lên cẩn thận là gọi blitz. Thế là nếu mà không, thế là cái option kia là đi thêm lên nhà thương tâm thần, điền cái giấy tờ mental health warrant, nhập vô bệnh viện cho họ chữa giúp, against their will basically. Dạ vâng, cái bệnh tâm thần thì chúng ta cứ nói đi nói lại là một cái bệnh kéo dài, một cái bệnh mà nó sẽ có từ gần như là suốt cuộc đời của người ta. Thì nếu như mà mình uống thuốc thì cái tình trạng của mình nó tương đối là nó sẽ ổn định, nó không có gì hết. Nhưng mà nếu mà không uống thuốc thì nó có thể gây hại tới bản thân và những người khác. Và ngoài ra nữa, sau khi nếu như mà mình lỡ phạm tội hoặc lỡ làm một cái điều gì mà hại tới người khác, thì như luật sư Thom nói hồi nãy, nó có những cái consequence, nó có những cái vấn đề rất là rắc rối trong luật pháp, mà chắc lúc đó là phải nhờ đến luật sư Thom rất là nhiều. Cho nên Thuy sẽ hy vọng là những người mà có bệnh hoặc là biết những người mà thân và bạn bè mình có bệnh thì giúp họ theo dõi thường xuyên, uống thuốc thường xuyên, và Thuy sẽ mong là họ có thể ổn định cái tình trạng để mà không có gây tới những cái kết quả mà đáng tiếc. Cảm ơn khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp trong chương trình tới.